Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê vừa khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Tam Thuận vì có thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn. Cụ thể vào tối ngày 25 tháng 8, công an phường Tam Thuận phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Thanh Khê tiến hành theo dõi và bắt quả tang Đặng Quang Vinh, 33 tuổi, trú phường Thạc Chánh, tạm trú tại số nhà 45/76 Lê Đồ, phường Tam Thuận tăng vật thu giữ gồm 195 viên thuốc lắc, 130 gam ketamin, 10 gói ma túy dạng nước hiệu Charlie và Charlie, 2 gam ma túy đá. Quá trình điều tra xác định, trước đó một thanh niên tên Tây chưa rõ la lịch đã liên lạc với Vinh và nhờ giữ giúp số ma túy để khi nào có khách sẽ nhờ Vinh đi giao ma túy luôn. Qua thử test, cả Vinh và hai thanh niên tại nơi ở đều dương tính với chất ma túy.